Sáng 2 tháng 2 năm 2024, người mẫu Ngọc Trinh, tên thật là Trần Thị Ngọc Trinh, 34 tuổi, quê ở Trà Vinh, xuất hiện tại Tòa án Nhân dân TP.HCM khi bước xuống từ xe chở phạm nhân. Theo quan sát, người mẫu này có phần tiêu tụy hơn so với thời điểm trước khi bị bắt. Sáng 2 tháng 2 năm 2024, Tòa án Nhân dân TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án liên quan đến người mẫu Ngọc Trinh. Bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh bị xét xử về tội gây rối trật tự công cộng theo điểm A khoản 2, điều 318 Bộ luật hình sự, phạm tội có tổ chức với khung án phạt từ 2 đến 7 năm tù. Đồng phạm của Ngọc Trinh là bị cáo Trần Xuân Đông bị xét xử về hai tội gây rối trật tự công cộng theo điểm A khoản 2 và tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức theo khoản 1, điều 341 Bộ luật hình sự. Theo cáo trạng, bị cáo Ngọc Trinh không có giấy phép lái xe phân khối từ 175cc trở lên, tức là bằng hạng A2. Tuy nhiên, bị cáo này đã bàn bạc cùng bị cáo Trần Xuân Đông chuẩn bị xe mô tô phân khối lớn, lựa chọn địa điểm để lái xe. Đồng thời, bị cáo Ngọc Trinh phân công cho trợ lý là Nguyễn Thị Thúy Kiều, tài xế Nguyễn Thành Long và Tăng Duy Khánh là bạn của tài xế Long, Nguyễn Hoàng Sơn là trợ lý của bị cáo Trần Xuân Đông chuẩn bị điện thoại Flycam để quay phim. Vào các ngày 5 đến 6 tháng 9 năm 2023 và ngày 6 tháng 10 năm 2023, hai bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh và Trần Xuân Đông đã điều khiển xe phân khối lớn và thực hiện các động tác lái xe nguy hiểm như thả hai tay, nằm quỳ trên yên xe, di chuyển trên nhiều tuyến đường giao thông công cộng ở địa bàn thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự công cộng và an toàn giao thông. Sau đó, bị cáo Ngọc Trinh biên tập và đăng lại các video và hình ảnh lái xe nguy hiểm và đăng tải lên các tài khoản mạng xã hội cá nhân, thu hút hàng trăm ngàn lượt tương tác. Đến ngày 19 tháng 10 năm 2023, bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh và Trần Xuân Đông bị bắt tạm giam và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo cáo trạng, bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh có tình tiết giảm nhẹ hình phạt là ăn năn hối cải, thành thật khai báo, tình tiết tăng nặng là phạm tội nhiều lần. Hiện tại tôi nhận thức được là hành vi của mình là rất là sai trái, là lái xe không bằng lái xe không đúng quy định của giao thông, rồi biểu diễn xe với những cái tư thế rất là nguy hiểm, có thể gây ảnh hưởng trật tự công cộng, gây tác hại xấu cho các bạn trẻ học tập theo những cái điều không tốt của tôi. Tôi hy vọng là mọi người sẽ luôn luôn tuân thủ quy định của giao thông và đừng bao giờ học tập và bắt chước những cái hành vi sai trái của tôi vừa qua. Tôi hy vọng là tôi sẽ được sự khoan hồng của luật pháp Việt Nam cho cái sự thiếu hiểu biết về luật pháp của tôi. Ngoài ra, trong quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã thu giữ 4 xe mô tô. Cơ quan điều tra xác minh có 3 xe mô tô không lưu trữ thông tin số khung, số máy, thông tin nhập khẩu và qua giám định các biển số là giả. Một xe mô tô còn lại, bị cáo Ngọc Trinh mượn của một người đàn ông, nhưng ông không biết bị cáo Ngọc Trinh mượn xe để sử dụng và phạm tội nên cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ cho công an thành phố Thủ Đức xử phạt hành chính. Bị cáo Trần Xuân Đông khai nhận 3 xe mô tô này là bị cáo Đông mua của các đối tượng không rõ lai lịch. Khi mua xe, bị cáo biết giấy đăng ký xe là giả nhưng do ham rẻ và cần xe để sử dụng nên đồng ý mua. Trong đó có 2 giấy đăng ký xe bị mất, không thu hồi được. Còn một giấy đăng ký xe mô tô bị cáo Trần Xuân Đông sử dụng từ năm 2020 đến khi thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng thì bị phát hiện. Cũng theo cáo trạng, hành vi gây rối trật tự công cộng của hai bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh và Trần Xuân Đông là xâm phạm đến trật tự công cộng, đe dọa tính mạng, sức khỏe người khác, gây mất an ninh trật tự cho xã hội. Cơ quan chức năng xác định hành vi sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức của bị cáo Trần Xuân Đông đã xâm phạm trật tự quản lý hành chính của nhà nước, do vậy cần xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung. Đối với những người làm thuê cho bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh và Trần Xuân Đông, trong nhận thức chủ quan của những người này chỉ là người làm thuê theo yêu cầu của bị cáo Trinh và việc quay phim đưa lên mạng xã hội không phải hành vi gây rối trật tự công cộng. Do đó, cơ quan điều tra không xử lý những người này về tội gây rối trật tự công cộng là có cơ sở. Hiện cơ quan điều tra đã chuyển tài liệu, phương tiện bay flycam đến cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thủ Đức để xem xét xử lý hành vi bay flycam khi chưa được cấp phép. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trong các bản tin sau.